của sức khỏe và có thể phòng trị ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ Phó Giáo sư Tiến sĩ Quỳnh Giang Bá, trưởng bộ môn da liễu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Phương Quyên xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Quỳnh Giang Bá. Rất vui được gặp lại Bác sĩ Bá trong chương trình Alo Bác sĩ ngày hôm nay. Và thưa Bác sĩ Bá, với chủ đề của chương trình hôm nay thì trước tiên xin Bác sĩ Bá nói về vấn đề mụn cốc, nguyên nhân của mụn cốc là do đâu ạ? Chúng ta biết rằng mụn cốc thì cũng là một cái dạng bệnh ngoài da mà người ta rất là thường gặp. Thì cái tổn thương xuất hiện là tổ chức u sùi trên da. Và người ta thấy rằng cái mụn cốc này là do, bản chất là do siêu vi trùng gây nên. Như vậy thì không phải trường hợp nào khi tiếp xúc với siêu vi trùng thì cái mụn cốc cũng xuất hiện. Thì người ta ghi nhận thấy rằng cái mụn cốc xuất hiện là ở những cái trường hợp mà cái sức đề kháng nó bị suy giảm. Và một số cái điều kiện thích hợp, ví dụ môi trường ẩm ướt, rồi một số điều kiện khác về yếu tố vệ sinh. Và chúng ta thấy là mụn cốc có thể nó xuất hiện tổn thương ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể chúng ta lắm. Có thể nó xuất hiện ở trên bàn tay nè, trên ngón tay nè. Và trong những trường hợp như thế này thì người ta rất là ngại khi giao tiếp. Mụn cốc thì có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta? Thật ra thì mụn cốc thì người ta thấy không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Chỉ trừ những trường hợp mà người ta thấy là khi mụn cốc xuất hiện ở những vị trí đặc biệt, như xuất hiện ở tay thì người ta sẽ gây ảnh hưởng khi giao tiếp, xuất hiện trên mặt hoặc là xuất hiện ở một số vị trí đặc biệt khác thì đòi hỏi cần phải can thiệp điều trị. Việc điều trị được thực hiện như thế nào thưa bác sĩ? Đầu tiên thì người ta có thể dùng các cái dạng hóa chất người ta chấm. Cái thứ hai nữa là người ta sử dụng phương pháp là người ta đốt điện để loại đi cái mụn cốc này. Phương pháp thứ ba người ta cũng đề cập đến, nghĩa là người ta dùng cái câu từ là nghiệm pháp lạnh hay là phẫu thuật lạnh, nghĩa là người ta sẽ áp cái ni tơ lỏng và người ta dùng cái ni tơ lỏng này sẽ tạo cái nhiệt độ âm và qua đó nó sẽ làm cho đông các cái mô và tổ chức và nó bóc tách cái tổ chức ra khỏi cơ thể. Và trong thời gian gần đây người ta sử dụng laser để người ta điều trị, người ta sẽ đốt bằng laser. Và gần đây thì người ta có đưa ra một số phương pháp ứng dụng vào cái nguyên lý là người ta bôi các cái dạng thuốc, và khi bôi dạng thuốc này nó sẽ điều chỉnh cơ chế miễn dịch, nghĩa là nó sẽ có tác dụng kích hoạt cái hệ thống miễn dịch tại chỗ trên da chúng ta. Và khi kích hoạt cái hệ thống miễn dịch này, nó sẽ có ít nhất hai cái tác dụng. Tác dụng thứ nhất nó sẽ loại đi siêu vi, và tác dụng thứ hai là loại đi các cái u vú trên da. Và khi thoa các cái sản phẩm này đúng theo cái chỉ định, đúng thời gian thì cái mụn cốc nó sẽ được lấy đi, nó sẽ được cải thiện lại. Và tình trạng mụn cốc này thì có tái đi tái lại hay không thưa bác sĩ? Vì bản chất là do siêu vi cho nên mụn cốc cũng rất dễ tái đi tái lại. Cho nên bên cạnh việc điều trị đúng phương pháp thì người bệnh chúng ta cần phải chú ý khâu vệ sinh. Và đặc biệt là chúng ta phải giữ trong môi trường thông thoáng, tránh môi trường ẩm ướt. Và một điều đặc biệt là chúng ta phải giữ cho cái sức đề kháng cơ thể nó tốt. Vì có như thế thì có thể nó phòng tránh làm cho mụn cốc không phát triển. Dạ thưa bác sĩ Bá, có một số người Phụng Nguyên thấy là khi họ bị mụn cốc thì họ không đến các cơ sở y tế để điều trị mà họ tự điều trị bằng cách là dùng máu lương hay là dùng chỉ của ngón tay hoặc là tự cắt bỏ. Bác sĩ Bá có ý kiến như thế nào? Chính vì cái tổn thương mụn cốc là cái u sùi trên da mà, cho nên người dân chúng ta khi gặp cái tổn thương thì khó chịu lắm. Cho nên bằng mọi cách thì người dân chúng ta làm sao phải loại này đi. Cho nên như Quyên nói đó, có người thì dùng máu lương, có người thì cắt rồi đốt vân vân, tự làm nhiều cái biện pháp khác nhau lắm. Nhưng mà nếu như người ta thực hiện không đúng phương pháp thì có thể nó sinh ra nhiều cái biến chứng lắm. Trước tiên có thể nó làm cho tình trạng nhiễm trùng lan rộng, thì điều này quả là không tốt rồi. Cái thứ hai nữa là vì đây là bản chất cho siêu vi mà, nếu điều trị không đúng phương pháp thì khả năng nó lây lan, nó lan rộng sang các cái vị trí khác là rất có thể xảy ra. Cho nên vấn đề quan trọng là chúng ta phải thực hiện điều trị đúng phương pháp. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải biết giữ vệ sinh. Chúng ta phải làm cho cái tổn thương nó khô và nó tránh môi trường ẩm ướt và tăng cường sức đề kháng. Thì tất cả các yếu tố này được xem như là những yếu tố rất quan trọng để có giá trị quan trọng trong vấn đề phòng và trị mụn cốc. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ, những lời khuyên của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Quỳnh Giang Bá